chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714 756 0964 Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần tin tức nổi bật chiều thứ tư hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Gửi lời chào Đinh Xuân Quân. Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của Đài Liên Hoàng TV xin chào anh trạng thủy chúng ta đã nói rất nhiều về các à, hoạt động tình báo của cơ quan tình báo do thái là Mossad anh nhớ cái vụ mà mình đã đề cập trong phần tin tức nổi bật giết bốn viên chức à, của ngoại giao của Iran ngay tại thủ đô Tehran à. sau đó tiêu diệt à, người Hamas thủ lãnh của Hamas rồi à, giờ đây thì cùng một lúc mà có thể triệt hạ được cả ngàn tên hezbollah của tổ chức hezbollah ở Lebanon yeah. hoạt động này mình ngay cả thế giới cũng ngạc nhiên về cái mức độ tinh vi và thậm chí thưa anh mình anh xem uh, tin phim Mission Impossible hả? bao yeah. nhiêu phim về tình báo không hề có cái chi tiết về cái vụ nổ pager này hả? Yeah. họ cài đặt bom thì cái chuyện đó bình thường rồi nhưng mà cài, một, pager. một cái pager nó nổ. Anh đã từng sử dụng pager rồi, ai cũng Đúng. sử dụng pager, thập niên 90 đến năm 2000 Đúng. luôn đó. Đúng, hả? nhưng mà nó có một cái đặc biệt là thế này. Trước hết, đó, phải là rất là tinh vi, mà cái số chất nổ đó, nó mình phải nói bằng gram chứ không phải nói nhiều được, tại vì nói nhiều đó thì là người ta biết ngay nghi ngờ ngay Đúng cầm đó. lên là nó là nghi ngờ ủa sao cái ta này, này nó, nó nặng hơn nó cái nó bình mà. thường. vâng, đó là một cái thứ hai đó là đây là do một công ty Đài Loan chế nhưng mà làm tại Hungary à, à. mà cái công ty tại Hungary là đóng cửa rồi. À. kỳ người ta à, đóng sau tin này mà đóng cửa hay là đã đóng cửa rồi đã đóng cửa rồi thì ừ. hay là như vậy vì vậy đó họ Cái khi mà mơ hồ của anh vâng, vâng không những vậy đó 7 phút 7 phút trước khi nổ đó thì ông Bộ trưởng quốc phòng gạng lân của của Israel đó, có gọi cho ông Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ và nói chúng tôi sẽ nghe là thực hiện một vụ tấn công không phải chúng tôi sẽ trả thù chứ không sẽ trả chúng tôi sẽ trả, sẽ trả thù những bác. cái vụ mà Hezbollah đánh vào phía bắc của do Ở Thái khiến đúng. cũng có những cái thường dân thiệt mạng đúng như vậy và họ không nói gì hết họ chỉ nói chúng tôi thể nào cũng sẽ <laughs> trả lại. thì anh thấy không bảy ngày phút bảy, sau 7 phút sau 7 mà không nói là mà trả thù bằng cách nào 7 phút sau mấy ngàn cái pager nổ mà nổ thì nghĩa là quý vị biết người chết là cũng mười mấy người, rồi yeah. những người bị thương là cả ngàn người bị thương, mà nhiều người còn mấy trăm người nguy kịch nghĩa Hai là trong một người... lần, trong một vụ nghĩa là tình báo sát có thể trả thù và giết bao nhiêu ngàn Hezbollah chứ không phải nói là một vài người. thưa quý vị cái tin tức chúng tôi ghi nhận được đó thì họ nói như thế này Hezbollah đặt đơn để mua mấy ngàn, bốn năm ngàn gì đó cái pager từ công ty Đài Loan. Họ nghĩ rằng công ty này độc lập, không Và. có dính líu gì đến Mỹ đúng, đúng, đúng. cả. Cho nên họ tin tưởng. Thì cái công ty đó tên là Go Apollo. Công ty Đài Loan ngày hôm nay tuyên bố họ không có làm mấy cái pager này. Đúng. Chúng tôi nhận đơn hàng thôi, nhận đơn đặt hàng thôi. Nhưng mà chúng tôi chuyển giao cái công nghệ và cái kỹ ki... thuật không ai làm nữa hết trơn đó. Chúng tôi chuyển giao đó cho công ty ở Hungary, ở thủ đô Puyapest vâng, làm. Thì giống như là họ... phủ tay Rồi tiền ra đâu? Bây giờ vấn đề mình phải đi tìm tiền. Vâng. À, rồi hình ảnh á, thì lại cho thấy ở Đài Loan cũng có những cái cửa hàng trong đó, kệ hàng vẫn còn để cái pager anh ơi. Vâng tức là cái, 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 cái kỹ thuật cũ kỹ như vậy Đài Loan vẫn còn đang bán ừ. chắc có lẽ vì thế mà Hezbollah đưa người sang đây đi 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 dò một vòng xem coi các quốc gia nào có thể tin tưởng làm được nhưng mà họ không bao giờ nghĩ đến cái việc mà những cái pager này mà tình báo do Thái lại chặn được để mà thực hiện cái âm mưu tấn công quá tinh vi đó phải không anh? Tôi thấy là trước hết á Tại sao họ xài pager mà không xài telephone? Ừ, Bây yeah. giờ có telephone thì cứ gọi. Nhưng mà khi mà anh gọi telephone đó, thì tình báo của Israel có thể theo dõi ừ. và giết ngay. Cái họ người đã làm mà cái chuyện telephone. đó rồi. Họ vâng. đã làm cái chuyện đó trước đây. Vâng. Dạ. Vì vậy đó, pager thì không khó lắm, khó ừ, lắm ừ. biết là ở chỗ nào và nghĩa là đâu có ngờ được mà cái này đó thì lại lại một công ty không ra lợi. Hungary làm tại Hungary chứ không phải là do công ty Đài Loan. Cái là cái máy chế xuất này kia đó thì theo thiết kế của Đài Loan. Nhưng mà anh biết một cái Pezo nó rất là nhẹ mà anh biết là một mà cái bây giờ player... cái kỹ thuật nó bây giờ chẳng ai xài nữa anh ơi. Thì hả? đúng mà vì vậy đó khó theo dõi <laughs> tại sao Hezbollah không dùng telephone mà cho tất cả những cái người của họ dùng cái Pater. smartphone. Bởi vâng. vì smartphone anh cầm lên đó, là Nhân nó có những cái chạm Wi-Fi vâng. hoặc là cái chạm telephone nó cung cấp cái tín hiệu vâng. thì do thái nó hack vào hết. Vâng. Thì nó vô cùng nguy hiểm, họ biết cái người đó và chúng ta cũng thấy. Vâng tôi chỉ cần gắn cái app là tôi biết anh đi đâu, Thí dụ như Đang, thế, anh rồi. đi đâu chỗ nào làm ở đâu là anh là có thể đánh cái tọa độ đánh ngay lập tức nữa. À, báo chí họ cho cho biết đó, thưa quý vị, họ gọi điện thoại tới cái sở mà sản xuất cái nơi mà sản xuất của Hungary không có điện thoại, không Đang, có gì xuất hiện đóng trên. Cửa rồi. Đó. đóng cửa rồi. thứ hai nữa đó đây là cái chi tiết này, vâng. mà bây giờ bẽ mặt Hezbollah cũng không thể hiểu được. họ nói tín hiệu mà nổ cái máy là do thủ lãnh Hezbollah bấm. Tức là tin tặc của Do Thái họ hay đến độ đó, họ không có đưa cái tín hiệu của Do Thái để cái bên Hezbollah biết được là đến từ Do Thái. Mà cái tín hiệu gọi để nổ cả mấy ngàn cái pager là do thủ lãnh Hezbollah bấm. Bấm lên, xong bản tin nói đó là cái người mà hôm, hôm nay họ kể lại đó là nó kêu ti tít 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 tí, tí xong nó nổ ca bầm là cái tín hiệu nếu mà tìm truy tìm đó là tín hiệu bấm nổ lại là Hezbollah rất là hay thì tại vì b, b, bây giờ cái là một chiến tranh bây giờ đâu có phải là chỉ có cái là tình báo không nhưng mà về kỹ thuật về tất cả những cái điều này đó là rất là quan trọng mà như vậy đó họ mới làm một lúc rồi họ tiêu diệt được cả một hệ thống Chứ không phải là họ tiêu diệt một người từng mười một, từng người một thì bao giờ mới anh xong. Anh nghĩ, anh có nghĩ, bởi vì hôm qua tôi theo dõi, họ nói rằng nó ngoài cái chuyện mà gây chấn thương. Bây giờ là cả mấy ngàn người không có làm việc thì được cái trên nó vâng. Nằm đó và nhiều khi mấy tháng, em biết không? Vâng. Có người văng cả cái bộ phận sinh dục luôn nữa. Rồi những cái bộ phận có thể gan, có thể vâng. Rất phần là cơ, nhiều, nhiều. nó ghê hả? Vâng. Mà nằm chữa trị có người nhẹ thì nó mất một mạng thịt thôi coi như là mấy ngàn Hezbollah, toàn là chiến binh Hezbollah Được. không mà là nằm trong cái vụ này. Nhưng mà cái vấn đề tinh thần đó, thì những cái người chuyên gia họ nói cũng đúng. cũng sợ chứ phải không mày. Đúng, tại vì không chỗ nào yên thân hết. À, à, đúng rồi. Anh đi đâu cũng vậy. Đúng rồi. Để tôi muốn nhắc cho quý vị một cái điều mà ai cũng nhớ về sát hết, ừ. là quý vị nhớ vào cái là Olympic ừ. 1972 tại dạ. Munich, thì người nghĩa là họ tới họ giết những cái người là nghĩa là vận động viên do Thái. vận động viên do Thái và Mossad đã theo giết tất cả những cái người dính vào cái vụ Sau mà, đó. đó. Vâng, người người Palestine trong mấy năm ấy trăm, ấy và, trong mấy năm họ theo dõi và họ giết giết xác luôn. Không còn người nào mà dính vào cái vụ mà giết những vận động viên do Thái là còn sống hết. Và cái đó đó đi từ bà tổng thống nghĩa là bà thủ tướng bà mayer thu... ừ. đúng hả? thì nghĩa là ra lệnh truy lùng tới người cuối cùng thì cái đó là nhưng mà thiếu. rồi thì anh thấy không mặc dù là họ tinh vi như vậy là mà nhà chuyện đã đành không mà cái vụ mà hamas tấn công là vâng. mossad thất bại trong cái vụ đó đúng anh thấy không vâng cho nên cái người mà lãnh đạo là từ chức là bởi vì họ đã có những cái, những cái manh cái... nha là vâng có thể tiến công mà, mà tại sao cái mà nguy hiểm không, không... quá à, người do thái là ăn mừng tổ chức đại nhạc hội mà ngay sát cái khu vực giải gaza nữa nó dễ Đúng dàng rồi và lúc đó có nhiều cái lễ hội diễn ra mà người mò, bên phía tình báo mossad có vẻ như là không, không để ý nhiều đến cái mặt mà sơ hở về an ninh cho người do thái mà dẫn đến cái vụ tấn công như thế vì vậy đấy mà ừ. chiến tranh như vậy mà cũng chưa có hết đâu chưa ừ. có hết đâu chúng tôi tiếp tục với phần tin tức nổi bật ngay sau phần quảng cáo kính mời quý vị cùng theo dõi